Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải nha Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà gửi stacking của cái mà web tab bồ nha các bạn Các bạn gửi các bạn sẽ có lãi nha Khi mà các bạn đăng ký tài khoản của cái sàn này và KIC thành công á Thì nó sẽ tặng cho các bạn cái đồng SUSD nha các bạn Và đầu tiên á thì các bạn phải còn cài đặt mật khẩu giao dịch nha Các bạn bấm vào dấu bằng gạch phía trên bên phải bên trái màn hình nha Rồi các bạn bấm hồ sơ nè Nếu bạn nào không biết tiếng Anh các bạn bấm vào dấu bằng gạch nè các bạn bấm dịch sang tiếng Việt nha như thế là dễ hơn nha các bạn rồi các bạn kéo xuống nếu bạn nào chưa cai xe nhưng mà cai xe là nó bắt buộc nha một khi các bạn đăng ký tài khoản là nó cai xe là để xác minh cai xe như tài khoản của mình là xin chúc mừng cai của bạn đã được xác minh là mình đã vượt qua cai xe nhé các bạn cai xe này thì khoảng trong 3 bốn ngày thôi là nó sẽ diệt cho các bạn nha rồi tiếp theo thì các bạn bấm vào cái mật khẩu giao dịch phía trên nè rồi tại đây thì các bạn nhập mật khẩu mới của các bạn vào và nó sẽ gửi cho các bạn một cái gmail về một cái mã otp về gmail nha các bạn lấy cái mã otp đó các bạn vào đây các bạn xác nhận là các bạn có thể tạo được cái mật khẩu giao dịch nha cái mật khẩu giao dịch này là khác với cái mật khẩu đăng nhập nha các bạn rồi sau khi mà có cái mật khẩu giao dịch đó thì các bạn quay trở lại nha các bạn bấm vào bảng điều khiển là quay trở lại bảng điều khiển ban đầu nè rồi tiếp theo thì các bạn nó có cái ví ebb nè các bạn còn có ở bên dưới là ví đầu tư ví đầu tư là chúng ta gửi để chúng ta lấy lại nha còn ví EBB nè, là khi mà mình gửi vào cái cái staking cái ví EBB này á thì nó sẽ chuyển xuống cái ví đầu tư nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mua gói của cái ví EBB nha. À, các bạn nhấp vào cái mua gói nè. Rồi các bạn chọn phương thức đó là ví EBB nha. Rồi các bạn nhập số lượng phía cho này, rồi các bạn nhập mật khẩu giao dịch. Các bạn bấm vào tôi đồng ý với cái điều khoản. Rồi các bạn bấm tiếp theo thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP về Gmail nha và các bạn vào Gmail các bạn lấy cái mã OTP các bạn dán vào đây nha, là như vậy là xong nha các bạn. Và hiện tại thì mình đã gửi hai cái gói, đó là một cái gói 100 cái đồng USD và một gói là 740 cái đồng USD. Và sau này rút tiền như thế nào thì mình sẽ có một video làm sao nha các bạn. Và hiện tại thì nó vẫn cho chúng ta là nhận miễn phí cái đồng này nha. Và mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể click vào đăng ký và các bạn sẽ nhận được cái đồng này miễn phí nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải vượt qua được KIC nha Và video hướng dẫn đăng ký như thế nào Mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả của video này nha các bạn Rồi hiện tại thì mình sẽ gửi hai cái gói này nha Chừng nào mà có lãi thì mình sẽ làm video sau cho các bạn xem nha Và rút tiền như thế nào luôn nha các bạn Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bỏ chuông bên cạnh Để cập nhật những tin tức mới nhất nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn